Hello, xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn đến với VH Auto 33 Lê Văn Lương. Hôm nay Hiếu xin phép được báo giá nhanh những xe sẵn có tại cửa hàng. Đây, mời các bạn tiến tới đầu tiên. Đây là chiếc Mercedes S450L. Xe sản xuất 2018, màu đen, nội thất đen, biển Sài Gòn tư nhân. Giá chiếc này hiện tại là 3 tỷ 470 triệu. Tiếp theo là chiếc Porsche Panamera màu xám xi măng cực hot hiện nay. Chiếc này thì sản xuất 2018, hiện Hiếu đang bán với giá là 5 tỷ 680 triệu. Chiếc này thì cực hot, rất nhiều bạn săn đón, hãng thì cũng đã hết xe. Bên cạnh chiếc Panamera là chiếc Porsche, chiếc này là chiếc Cayman. Xe sản xuất 2020 chạy tầm 5.000 cây. Hiện Hiếu đang bán với giá là 5 tỷ 2. Chiếc này thì là chiếc xe thể thao, cũng cực hot trên thị trường. Muốn đặt thì cũng phải tầm 1 năm hàng mới về. Rồi, mời các bạn bước tiếp. Chiếc này là chiếc Lexus RX350 màu vàng cát. Xe có biển Bắc Ninh. Nội thất thì là một nội thất da bò. Hiện Hiếu đang bán với giá là 3 tỷ 100 50 triệu, xe sản xuất 2017, tên công ty, rất phù hợp cho các bác nào mà có doanh nghiệp hoặc là công ty để mà xuất hóa đơn. Rồi, tiếp tục là một chiếc Lexus RX350 nữa. Chiếc này là chiếc 2009, nhưng mà đã được độ form lên 2015. Đấy, nên là được form mới rồi, các bạn nhìn đầu hoặc là la răng thì các bạn đã có thể biết được. Màu đỏ nội thất kem. Chiếc này hiện mình đang bán với giá là 1 tỷ 080 triệu. Đấy, cực kỳ hợp lý. Rồi, mời các bạn bước sâu vào bên trong. Sâu vào bên trong thì có chiếc Audi Q5. Chiếc này thì chưa ra biển. Sản xuất 2021, bản mới nhất. Xe này thì Hiếu đang bán với giá là 2 tỷ 580 triệu. Rồi, mời các bạn bước tiếp vào bên trong nhé. Hiện tại thì có một chiếc GLS Maybach đang dán phim, cũng như là dán đề can. Bên cạnh Hiếu đây là chiếc C200 Exclusive. Xe này sản xuất 2018. Hiện Hiếu đang bán với giá là 1 tỷ 380 triệu. Bản này khác với bản 2020 cũng như là bản 2021 là đã có cửa sổ trời rất là to. Bản mới thì đã cắt rồi các bạn nhé. 1 tỷ 380 triệu. Rồi, mời các bạn đi sâu vào bên trong. Còn một vài chiếc tiếp theo. Đây, mời bạn đi sâu vào bên trong. Có một chiếc Jaguar XJL cực đẹp. Chiếc này là bản 3.0, màu xanh Kawasaki, nội thất da bò. Đấy, biển Hà Nội, tên tư nhân. Tín Hiếu đang bán với giá là 2 tỷ 650 triệu. Chiếc này thì thực ra tế ra là cực kỳ hiếm các bạn ạ. Để mà tìm được một chiếc mới hoặc là đẹp như này thì cực khó. Rồi, sau bên trong đây nữa có một chiếc xe X5 mình mới về thì hiện tại mình chưa dọn dẹp spa nên hiện tại chưa quay và giới thiệu cho các bạn. Bên mình có thêm dịch vụ sửa chữa cũng như là thay vá lốp, bảo dưỡng, phục hồi, la răng. Các bạn nào mà quan tâm và có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay số hotline bên dưới 083 696 9999. Bên mình thì tất cả các loại xe đều cam kết về chất lượng cũng như là hỗ trợ trả góp lên tới 80% trong vòng 5 năm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.